Báo cáo các bác, dạo này toàn sáng sớm lại làm cây thì con này vừa mới mốc được cùng với con quê kia. Thì con này từ thực tế là con xanh, nếu mà trên Hà Nội, ở quê không nói, ở trên Hà Nội thì là một con to nhất từ trước người em đã mốc về 2 nghìn khiêng. Con 2 nghìn khiêng cao lắm đấy, cao tán này đang bó lên tầm 1m65, nghĩa là trên cái lá kia là 1m65 chậu lên này. Đấy, thì thực tế nó không có gì là, nó không cũng phải là to lắm, nhưng mà nó thuộc diện tầm trung và đang nuôi thả, cho nên là nó rất là vươn, rất là cao và dài. Đấy, thì em định nhấc nó lên đây để quay phim cắt là cho bác xem, mà không nhấc nặng quá. Đây, không xốp toàn đất để phân lợn, phân liếc đây, phân lợn. Đấy, thì tí nữa sẽ xoay cắt. Thì thực tế là không muốn cắt được các bạn, nhưng mà em vừa lấy ở đây thì đây vẫn phải bó đây, thì không có chỗ để, không có chỗ để. Đấy, mà ngoài vườn kia thì nó cơm nắng quá, nó rậm rạp quá, không để được. Đấy, đâm ra là em buộc phải cắt. Và thế có thể là bác chủ cũ, bác nhìn xem cái video này bác cái sót, nhưng mà thực tế là em xin phép em cắt xong em nuôi lượt sau, em cho về quê em nuôi, nhưng mà hiện tại chưa về quê được, phải mấy tháng mới về được thì phải cắt thôi, buộc lòng nó phải cắt, giữ được lại, giữ lại tay nào thì giữ thôi các bác. Đây, đấy, chung cây trực làng, sinh trực đó là bóng làng, đấy, nằm điền rất khỏe. Thôi tôi bây giờ cắt tạm một vài cái đó các bạn. Trời cũng chưa sáng hẳn, buồn lắm, rất là tiếc phải cắt mấy cái mảng thở trước các bạn. Giận bây giờ mà em gỡ ra nó xòa ra, không có chỗ mà để. Mà thực tế là đang rất cần nuôi để bo sẹo, nhưng mà bởi sẹo đằng sau nó rất là to, thôi đành chịu, em sẽ gỡ cắt. May có các bác, hôm qua buộc nó lại mọc cao lên thì em chỉ tỉa bớt. Bắt đầu 10 mét rồi, lại bắt đầu 10 mét rồi.
Cái gì vẫn bể mới đi đâu. Bên giường là vùng lỗi đốt nhé. May quá không phải cắt bác, chỉ cắt một số cái cành trên để cho nó thoáng với lại tập trung lực để nuôi cái tay nó to, sẹo. Đây, bởi vì là có cái sẹo này này, cái sẹo này. Mặc dù cái sẹo này rất to nhưng mà nó lại ngậm khá là ok. Thì sao đây nó có một số cái điểm rễ này, sẽ vắt xuống đây. Sau này có cái những cái rễ này, nó to rồi vắt vào đây. Đây, ví dụ trên này, vắt vào thì nó sẽ thành công thôi. Đây, các bạn nhìn nó bò. Người ta chỉ nuôi được độ 1 năm mà nó bò bao nhiêu rồi. Đấy. Đấy, các bạn. Chờ thì em nhấc cái máy quay dành quay. Cơ bản là sẽ không cắt được, không cắt. Cắt bây giờ không khả thi. Đấy, các bạn. Mày còn giữ lại được gì nữa. Hôm qua nó buộc ấy, thì mới có thể nó đang mọc thẳng ấy. Số tay ngang thì không có nhưng là vẫn để được. Vẫn để được. Vẫn bố trí để được. Để lại trên Hà Nội được. Đó, và chưa phải cắt vội. Ngày độ tay cút nó to bằng này. Nó to bằng này. Thì mới tính cắt, bởi vì là một cái trực mà thân nó rất là bề thế nhưng mà tay cành nó phải to, cắt mới xứng như vậy. Với cái thân này không có cắt sớm thì thứ nhất là không tương xứng với tỷ lệ, thứ hai là sẹo này rất lâu bò. Đấy. Còn nếu mà vừa nãy mà em mà gỡ ra mà nó bị dòa ra hàng mét thì phải cắt đi thôi. Hôm qua là hai anh em hôm trước hai anh em cả con này từ trên sân thượng xuống rất là vất, bởi cái lỗ lên sân thượng nó nhỏ, đâm ra là phải hãm mãi. Định rũ vào đất ấy, nhưng mà nếu mà rũ vào đất thì em về em lại cắt ngay, nhưng mà không phải rũ vào đất nên là giữ nguyên được. Tôi vừa mới cắt bổ vật là một lớp này, quay cho dễ vì nó cứ bị cao lên ấy, che mấy cái bệ rất khó quay. Đấy các bác này. Đấy. Mặt sau mà nó được như cái mặt trước này thì thôi rồi, nhưng mà tất nhiên là sau sẽ rất là quái sâu. Đấy. Bởi vì đây tỷ lệ nó cũng cây nó chỉ tầm 25 phân thôi. Hoàn thiện chắc tầm 30 35 phân đến đây ta. Đến đây. Đấy, cây hai tay một ngọn, hai tay chính và một ngọn chính, chốt chính ấy. Đây. Thì đường kính thân vệ vào cũng
không đến nỗi nào đâu á, có đấy này. Nó không nhiều nhưng nó khá là bệt, khá là bệt, và cái dáng dấp nó khá là vững chãi. Những cái dáng dấp mà như này mình không cần nhiều bệ, có nhiều bệ thì càng tốt chả sao, nhưng mà như này là rất là ok rồi, rất là ok rồi. Quan trọng là cái dáng dấp của nó rất bề thế nhá, rất bề thế, rất bề thế nhá. Đây, sau sẽ làm cái tay này phóng vào đây và cắt để làm một bóng làng dựng vào đây. Tay bên này cũng như vậy, bên này cũng như vậy. Đấy. Sau này sẽ sửa một chút, đây chính là mặt chính. Thực tế là nó như này này, chiều chuẩn của, là chiều của cây là hiện tại đang như này, nhưng mà thực tế em sẽ chọn sau sẽ như này. Đấy. Và nhìn gì đâu, cái xuống nó hơi chéo chéo này đúng không? Đấy, sau sẽ xoay lại như này. Đấy. Thì cái mặt này rất ok, mặt này rất ok, nhưng mà mặt chơi ấy, lâu dài để chơi mặt sau kia nó sâu và nó bo cái sẹo kia thì sẽ ok hơn, mặt này thì đẹp hơn. Đấy. Hiện tại mặt này đẹp hơn, mặt kia bo sẹo rồi thì lại thành những cái bông hoa đấy, tuyệt vời. Đấy, thì có điều là cái tay bên này này phải nuôi to ít nhất là bằng này thì mới cắt. Đấy, bây giờ phóng thoải mái đi, sau những cái này họ bỏ hết mà, tất cả những cái này bỏ hết, xong cắt chốt thu lại. Đấy, chắc phải cắt đến đây thôi, bởi vì đây sẽ bị to rồi. Cắt đến đây, lại nuôi chốt tiếp. Đấy. Đấy, còn bên này thì được một nhịp rồi, được một nhịp rồi. Đấy, bệ này, nhũn này. Đây này, cái có một cái đằng trước này nó có một cái sẹo nữa, và cái mới đục, nhưng mà sẹo đằng này thì không ngại lắm. Thứ nhất là tôi có cái rễ vắt ở đây rồi, thứ hai là nó bò nhanh thôi, cứ nuôi những cái này nó bò nhanh, nuôi những cái tay to này thì bò nhanh, bởi vì đằng nào cũng phải đợi tay bên kia mà, bên này chậm tí không sao. Đấy, thì như này. Đấy, mặt bên kia mà tôi xoay xoay chéo chéo là như này, mặt bên này sẽ là như này, mặt bên này sẽ là đây. Bạn trồng nghiêng sang bên này một chút thì cái bệ này sẽ phẳng với mặt đất này, chứ không lồi lồi như này đâu. Đấy, ông xếp lại mấy cái bệ này, tất nhiên là còn để nuôi đã. Đấy. Thì lúc đấy cái tay này thì sẽ phải tính để đánh chỗ khác, hoặc là đánh ra chỗ khác, đánh ở đây. Đấy. Như này, đấy, như này, đấy, lúc ấy sẽ bỏ cái tay này đi, đánh chốt ra đây, cái chốt chính của nó là bên kia, đấy, thì mặt trước, mặt này nó bị mỗi cái vấn đề là cái sẹo này nó khá là to, nhưng mà quan trọng là cây lại ôm được, nó ôm rất nhanh. Đấy, các bạn nhìn ôm rất nhanh này. Đấy, tìm này chả mấy đâu, các quên nó đi khoảng độ 2 năm kiểu gì đó sẽ vào được chậm chậm này, quên nó đi khoảng 2 năm và cho ăn thật tốt, nuôi sổng thật tốt. Đấy, thì tính cái này là ngọn, kia là bông đỡ thôi, phông thôi. Đấy, thì cái cổ này phải to lên thì nó mới đầy được ở đây, đâm ra là chưa cắt được ở những cái này mà cũng chưa đủ to. Đấy. Thôi đi lại nhảy vậy thôi, cái cây to này động ra động kéo nhưng mà cũng chưa làm được. Đấy, từ trên xuống thì vui vui mà các bác. Thế là chơi điền thì nó có chất liệu là mình làm, mình có thể biết được nó sẽ bo được và chuẩn tương lai. Đấy, chứ trên quê thì hơi lâu một chút, trên quê mà sẹo to nên thì lâu lắm thì là rất là đáng ngại. Đấy, ok, chứ không phải là chê trên quê nó xấu hay gì mà nó chậm các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.